số thái độ 07 thì có ý nghĩa như thế nào? Thưa bạn, nếu bạn có cái con số ngày sinh cộng với lại số tháng sinh mà cộng lại bằng 7 thì ta có cái con số thái độ là số 7. Ví dụ như là bạn sinh ngày 12 tháng 4 chẳng hạn thì 1 cộng 2 cộng 4 nó bằng 7. Và như vậy thì ta có cái con số thái độ là số 7. Số thái độ nói nên cho chúng ta biết rằng là cái cách mà ta phản ứng lại đối với một cái sự kiện hay là cái việc nó diễn ra, nó xảy ra đến với chúng ta. Và xưa nay thì chúng ta cũng biết rằng là chúng ta có nhiều cái phản ứng ở trong những cái bối cảnh khác nhau, nhưng mà chúng ta không tò mò để mà hỏi rằng không biết cái con số này nó có bắt nguồn từ đâu, hay là cái phản ứng này nó có cái nguồn gốc từ đâu. Thì thông qua chương trình số học này, tôi mới tiết lộ với quý vị rằng là con số này nó đến từ cái chỉ số dao động của cái ngày sinh cộng với lại cái tháng sinh của chúng ta. Số 7 thì thưa các bạn là cái con số của cái sự bí ẩn, con số của tâm linh, con số của những cái tập trung chuyên sâu, con số của những cái trải nghiệm, con số của những cái bài học trong cuộc đời. Thế và nếu ta có cái số thái độ là số 7 thì cái cách mà ta phản ứng lại đôi khi nó có vẻ là huyền bí, nó có vẻ là bí ẩn, nó có vẻ là khác biệt. Và như thế thì cái người đối diện hay những người mà kết nối với chúng ta ấy, họ cảm giác một cái điều gì đấy nó hơi khó hiểu. Và từ cái khó hiểu đến nó dẫn đến một cái sự là mất cái sự kết nối. Nên các bạn mà có số 7 là phải số thái độ là số 7 phải hết sức lưu ý. Và từ mất kết nối thì chúng ta cũng khó xây dựng được một cái mối quan hệ tốt đẹp với lại những người xung quanh. Hay là nói rằng là cuộc đời để mà có những cái thành quả, chúng ta cần phải có được cái thiên thời, cái địa lợi, cái nhân hòa. Thì cái yếu tố của con số thái độ nó sẽ quyết định một cái phần rất quan trọng, khiến cho chúng ta có cái việc là xây dựng được cái mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh hay không. Hay là cái chữ nhân hòa là cái yếu tố tôi muốn nhấn mạnh hay là muốn nói ở đây. Và số 7 thì tại sao bạn lại có cái phản ứng nó như vậy nữa? Thì bạn thấy rằng là con số 7 nó có một cái đặc trưng, đó là thấy mới tin. Hay người ta không, người ta hay là người ta có cái niềm tin cố định vào những cái giá trị người ta đã theo đuổi từ trước rồi, thông qua những trải nghiệm. Và như thế nó khắc sâu vào trong tâm trí người ta. Thế là đến gặp những cái sự kiện mới ấy, người ta đòi hỏi phải cái sự kiểm chứng. Người ta phải quan sát chi tiết đi, quan sát chi tiết lại. Sau đấy thì người ta đưa ra những cái nhận định hay là cái phản ứng nó dựa trên tất cả những cái suy nghĩ của người ta trước đây, hay là những cái trải nghiệm, những cái bài học người ta gặp trước đây. Và đôi khi thế thì bạn thấy rằng là cái giới hạn mà chúng ta nhận biết một cái vấn đề ấy, nó hạn hẹp thôi. Còn nếu ta phải dùng cái tư duy hay dùng cái logic để ta nhìn nhận, đánh giá, phân tích các cái sự kiện thì như thế nó mới chuẩn, chính xác hơn. Nhưng mà khi mà người mà số 7 thường người ta sẽ phản ứng theo cái cách mà người ta nghĩ bởi cái tư duy, bởi cái trải nghiệm. Và như thế thì cái khuôn khổ của cái phản ứng ấy nó sẽ hạn chế, hạn hẹp, và dẫn đến là người ta cũng hay gặp những cái khó khăn, cái bất lợi ở trong cuộc sống. Đấy thì là những cái mà liên quan đến con số thái độ là số 7. Cái bạn mà có số thái độ rất là số 7 rất là nên là chúng ta lắng nghe, rồi chúng ta tiếp thu, rồi chúng ta quan sát những cái xung quanh, mà chúng ta phải đưa cái vấn đề logic vào bên trong. Và nữa thì bạn phải có thêm cái nhận biết nữa, vì thực ra là thế giới về ý thức hay là những cái nhận biết mà thông qua trực quan của chúng ta ấy, thì nó còn thêm cái nhận biết thông qua cái tiềm thức nữa, chứ không chỉ có một cái thế giới của ý thức thôi. Nên 90% là tiềm thức, thế 10% là ý thức. Nếu ta chỉ tư duy trên những cái gì nó gọi là cố định, những cái nhận biết của chúng ta thông qua cái ý thức, thì chúng ta sẽ khó đạt được những cái thành quả. Hay là nói cách khác, chúng ta bị mất kết nối với lại cái nhu cầu bên ngoài của chúng ta, hay là những con người đến với chúng ta. Nên là tại sao những người có cái số thái độ gọi là số 7 họ hay gặp cái khó khăn trong cái giao tiếp, là chính là cái lý do tại đây. Các bạn sẽ điều chỉnh nó bằng cái cách nữa là có thể thiền, hay là chúng ta hiểu rằng là cái thế giới nó rất là rộng lớn, cái việc ta biết nó chỉ là hữu hạn thôi, còn việc ta không biết ấy, nó là vô hạn.
Và qua như thế thì cái bạn số 7 bạn sẽ có cái tâm thế để đón nhận cái tâm thế của cái sự lắng nghe, cái tâm thế của cái tiếp thu những cái nhận biết của những cái môi trường xung quanh, của những con người xung quanh, và để làm cho kiến thức của chúng ta nó được mở rộng, được phong phú, được đa dạng, và cái cách kết nối của chúng ta với lại người xung quanh nó được hiệu quả hơn. Thì đấy là những cái chia sẻ tôi về cái con số thái độ là số 7. Hy vọng rằng nó ít nhiều sẽ giúp cho bạn nâng cao được cái khả năng giao tiếp mà hay là kết nối của các bạn, và qua đó xây dựng được cái sự nhân hòa, làm cho cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp. Xin được chúc sức khỏe và may mắn đến quý vị và các bạn. Xin chào.